Dạ kính thưa quý vị, thưa bà con, thì hôm nay mình về ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha bà con, để giao phân về cho anh Nhật với số lượng là 500 kg. Đây bà con xem ha, này là anh Nhật đã áp dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười rồi. Hôm nay anh thấy hiệu quả là anh mua về xài tiếp theo. Bà con xem ha, trái hai bốn trái mít này kể như là vô lội, trái này như trái đấy nha bà con. Này này, tổng quan diện tích anh Nhật cho biết là qua thời gian sử dụng thì thấy nó hiệu quả rõ rệt đó, rồi bắt đầu anh mua về xài tiếp theo. Cái này là xây dớm luôn anh gái. Đừng 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 quá lớn. Nhật ha. Đây. Nè, cái da mít này nó nở ra nha bà con. Thấy rõ rệt ha. Mít 54 rồi. Này là được 4 năm ha. 4 năm. Đây. Trái nào cho nấy no nóc ha. Nhưng mà nó vẫn ra tiếp theo nha. Vẫn ra bông chuyền này đúng không? Vẫn ra chuyền. Anh quay coi, anh thua cái vàng lá. Vàng lá. Clip coi vàng lá coi. Đó. Lấy xùm xe đó đi dạy lá đó. Đi hết mà dạy lá. Đi quay về cái nó vàng lá cho bà con xem. Đó, ha, bà con xem ha. Lá bóng ha, vậy. Nhưng mà đi đọt lưng xương chứ không đi đọt quá. Đây là một trái. Đây là cái hình thức rất tốt để mà nuôi cây nuôi trái nha bà con. Nhưng mà đi đọt quá thì trái nó sẽ méo. Đi đọt vừa phải, vừa nuôi cây vừa nuôi trái, vừa nuôi bông tiếp theo luôn. Này 4 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn mang trái như bình thường nha bà con. Đây. Con xem cái da của cái thân cây mít nè. Bữa nay nó nở ra rồi. Nở rồi, thấy lớn rồi. Thấy nó lớn rồi ha. Đó. Quá trời rồi bà con ơi. Trái nào như trái nấy. Thì cho bà con xem thì cái tính năng hiệu quả của phân bón thì hiệu con lười nó mang lại cho đến thời điểm này nha bà con. Trong mấy bang bang này là siêu nhất. Bây giờ hôm nay là ok. Cái này là hôm đó là anh thấy cái vườn này nó xì nhất ha. Đúng rồi, các bạn này xì nhất lá vàng khè. Mà gái từ nay hơn nửa tháng hôm nay vàng lá nó tốt xanh lại nè. Anh thấy này cái vàng lá trong bón phân loại là nó xanh lại rồi. Xanh. Phân hiệu con lười này nó xanh lại rồi. Lá dày mà nó đẹp bóng. Mà còn 4 năm tuổi nhưng mà ảnh phục hồi bằng phân bón hiệu con lười nha bà con. Thì lúc trước anh cho biết là lúc trước nó si lắm anh. Si, gãi chơi tới 20 mà mười không đó. Gãi 20 mà mười. Nhưng mà bữa nay nó hiệu quả rồi. Hiệu quả. Quá tuyệt vời. Rồi một nửa cảm ơn anh ha. Thì ok anh.